Một ví dụ rất đơn giản để các bạn hình dung đối với các phép toán cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. Đề bài yêu cầu tính biểu thức sau. Biểu thức này gồm 3 số hạng. Số hạng thứ nhất 1 trừ 2 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ số hạng thứ hai là 4 phần 5 trừ 1 và cộng số hạng thứ ba là 7 phần 5 cộng 2. Ta cứ tính toán bình thường thôi nhé, đúng không? Ta tính toán bình thường rồi này. À, ta sẽ làm phép tính cộng trừ nhân chia bình thường. Ở đây mẫu số chung là mấy? Mẫu số chung là 3. Mẫu số chung là 3, đúng không? 1 nhân 3 là 3. Trừ 2 cộng 4 trừ 2 cộng 4. Đúng chưa? Trừ đi. Mẫu số chung đây là 5. Thầy làm chi tiết từng bước. Đấy, chứ còn cụ sau này đi làm các bạn nghe làm nhanh hơn, được chưa? 4 trừ 1 nhân 5 là trừ đi 5. Cộng với mẫu số chung ở đây là 5. 7 cộng 2 nhân 5 là 10. Đúng không? Đã số rồi. 3 trừ 2 bằng 1. 1 cộng 4 là bằng 5 phần 3. 4 trừ 5 là 4 trừ 5 là âm 1 phần 5. 7 cộng với 10 là cộng với 17 phần 5. Ta thu gọn nữa là xong, đúng không? Bằng 5 phần 3. Ta thấy này, trừ đi trừ 1 thực chất là cộng 1, đúng chưa? Cộng 1. 1 cộng 17 là cộng với 18 phần 5. Thì đây các bạn quy đồng mẫu số lần nữa là xong. Mẫu số chung rất dễ rồi, 15. 25. 25 cộng 3 nhân 18 là 54. 25 cộng 54 bằng 79, đúng không? 79 phần 15. Đó, đó chính là đáp số. Được chưa? Ta sang ví dụ minh họa thứ 2.